thịt con cá, thịt con cá để cho vào hấp. Cá thì là cần gì hấp, hấp bia sải à, vẫn phải có nhỉ. Nay đông người thôi, ít con xả, con xả ở gần đây không có chỗ nào bán à? Có quạt rồi. Mày cắn tao hả? Tao cho mày chết. Anh không cho nước này cho em. Em giết con cua kìa. Đau lắm à? Chảy máu ra thì chả đau. Anh có đau không? Có. Đau lắm.
ngon lắm, cà ri ngon mà. Cho lên bếp củi nhé, và hay là bếp ga. Hấp lâu hay là đun ở bếp này nè? Hấp lâu. Em thịt con cá đấy chưa? Hả? Em thịt con cá đấy chưa? Em bổ xong con cá rồi. Tần là lá gì?